sao về du lịch bằng phi cơ riêng, thái tử nhà đang trường đúng chuẩn sinh ra ở vạch đích, Việt Hương chịu ái nữ phi phu ở Mỹ. Con của Việt Hương. Việt Hương là một danh hài nổi tiếng có mức cách xây khủng nhất nhì showbiz Việt. Ông xã cô là nhạc sĩ Hoài Phương, cũng là một cái tên đình đám trong làng nhạc hải ngoại. Nhiều năm hoạt động trong nghề, cả hai vợ chồng đã tích lũy được khối tài sản đồ sộ. Sau khi đầu tư vào nhà cửa xa sang, gia đình Việt Hương hiện tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch sang chảnh. Nữ danh hài Việt Hương cũng khiến người hâm mộ không khỏi mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ hình ảnh cùng chồng con đi du lịch bằng phi cơ riêng ở Mỹ. Được biết vợ chồng nữ danh hài sử dụng phương tiện này với mong muốn để con gái thoải mái trải nghiệm. Xem qua hình ảnh cả gia đình, người hâm mộ dễ dàng thấy được sự phấn khích và hào hứng hiện rõ trên gương mặt từng thành viên, đặc biệt là con gái của Việt Hương, cô bé Elisa, rất thích cảm giác được ngồi phi cơ riêng đi du lịch. Đây có lẽ cũng là phần thưởng mà vợ chồng Việt Hương dành cho con gái sau một năm học dài vất vả. Đầu năm 2021, chồng con của Việt Hương đã quyết định về Việt Nam định cư sau nhiều năm ở Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày cưới, vợ chồng nữ danh hài và con gái mới quay trở lại Mỹ để du lịch. Cuộc sống sung túc và hạnh phúc của cặp vợ chồng nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con của Đan Trường. Sinh ra trong một gia đình có bố là ca sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân thành đạt, bé Marcus Thiên Từ được cư dân mạng gọi là Ricky. Bé sống cùng mẹ ở căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao, diện tích 4.000 mét vuông với rất nhiều tiện ích. Đan Trường vẫn thường bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ để thuận tiện cho công việc. Thời điểm dịch Covid, anh phải xa gia đình một thời gian dài. Giờ đây anh mới có thể đoàn tụ cùng vợ con tại Mỹ. Con của Đan Trường, bé Thiên Từ cũng là một trong những nhóc tiền nhà sao được trải nghiệm cảm giác ngồi phi cơ riêng đi du lịch. Theo đó, Đan Trường và vợ cũ đã rút hầu bao chi tiền khủng cho quý tử ngồi trực thăng riêng. Kể về trải nghiệm đáng nhớ này, Đan Trường cho biết mới đầu con trai mình, bé Thiên Từ nói là muốn đi máy bay helicopter, mình không biết đó là máy bay trực thăng và ra đến nơi thì mới ôi trời. Mời cả nhà xem bé Thiên Từ 4 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm đi máy bay trực thăng với ba Đan Trường, ai sợ hơn ai. Nói thêm về sở thích của con trai Đan Trường thì ở tuổi này, Thiên Từ bắt đầu thích chơi máy bay, đặc biệt rất thích ngồi máy bay đi du lịch, lúc nào cũng mong muốn cho đi máy bay hết. Ngoài ra con trai Đan Trường còn đặc biệt mê siêu xe, trong gara nhà có đủ loại xế hộp chiều lòng cậu bé. Dù cuộc sống có điều kiện nhưng Thiên Từ luôn được bố mẹ dạy tính tự lập trong từng việc nhỏ nhất. Cậu bé thường xuyên giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà, phù hợp với sức mình khiến Thủy Tiên rất tự hào. Đan Trường từng bật mí, Thiên Từ nghe lời mẹ hơn nhưng lại rất sợ bố bởi tính anh khá nóng và cũng nghiêm khắc với con trai hơn. Dù cha con còn bé nhưng anh vẫn rất muốn uốn nắn con ngay từ nhỏ. Con trai của Lệ Quyên. Quý tử của Lệ Quyên, bé ba, cũng được bố đại gia thuê cho chuyên cơ riêng đi du lịch Phú Quốc. Được biết để con trai được trải nghiệm loại hình dịch vụ này, bố của bé ba, doanh nhân Đức Huy đã tiêu tốn hơn 230 triệu đồng. Vì tình hình dịch bệnh thiếu an toàn, doanh nhân Đức Huy đã thuê cả chuyên cơ riêng phục vụ cậu con trai quý tử, khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ chịu chơi và chịu con. Đi chơi cùng bố, bé ba vô cùng thoải mái chơi đùa cùng bạn bè và tận hưởng chuyến đi. Được biết nhân dịp nghỉ hè, Đức Huy đã quyết định dành thời gian cho cậu con trai của mình với chuyến đi chơi Phú Quốc. Bé ba nhà Lệ Quyên chỉ mới 11 tuổi, nhưng cậu bé đã sớm được hưởng những đặc quyền xa xỉ. Ngoài du lịch bằng chuyên cơ riêng, bé ba còn được bố tặng siêu xe, hàng hiệu đắt tiền. Quả thật không quá lời khi gọi cậu bé này là Ricky sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ba nhóc từ nhà sao kể trên đều là những cậu ấm cô chiêu hiếm hoi của Vbiz, được trải nghiệm cảm giác ngồi phi cơ trực thăng riêng, dù tuổi đời còn rất nhỏ. Còn bạn thấy sao về độ chịu chi và yêu chiều con của dàn sao Việt như Việt Hương, Đan Trường?